Được. Được. Xin chào anh em theo dõi Facebook của Hạt Cà Chua Hoa Lan Phú Lộc, Lạng Sơn. Mời anh em vào xem. Anh em đang đi tầm lan tại Thanh Ba, Phú Thọ, Việt Trì, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Đúng rồi. Anh em vào xem live stream ạ. Hôm nay anh em đến vườn của em Dương Thanh Ba, có giao lưu Bạch Tuyết và Hồng Phù Hoa với lại em Dương Thanh Ba. Có anh đoàn hôm nay đi thì gồm có anh Vũ Hạnh, có vườn lan Tuyến Pháp, có em Nhân Lê, có Lan Va Thủ Đô, có Lan Va Bốt, có Nguyễn Văn Tâm vườn lan 3T ở Sơn Tây, có anh Dũng Trang vườn lan Dũng Trang, và có Hạt Cà Chua Hoa Lan Phú Lộc của Lạng Sơn. Nay anh em đến Thanh Ba Phú Thọ đang chọn cây thì đây là bạn bạn Vũ Hạnh này. Rồi. Vũ Hạnh hôm nay cùng đoàn anh em cả anh Vũ Trang, anh Công, rồi bạn Trần Đức Thành, rồi em Đức Giải Phát. Anh em lên Thanh Ba Phú Thọ chỗ vườn lan của em Dương, sưu tầm một ít giống Bạch Tuyết, Hồng Phù Hoa. Sau đó thì anh em sẽ quay về Việt Trì. Rồi. Đây có nó 1 2 chọn Bạch Tuyết. Bạn lấy đi, lấy tôi chọn cho. Tôi là mới chọn rồi. Không, tôi lấy cái chậu kia này. Tôi giống của tôi là giống kia, tôi lấy chậu kia. Chào Phan Hạng, chào anh em đang xem live stream. Anh em chờ chút rồi chuẩn bị làm giao dịch tại Thanh Ba nhé. Anh em đang đi chọn cây. Chờ chút. Hồng Lai à? Bạn có mấy con Hồng Phù Hoa? Lấy hết rồi phải không? Ai lấy 2 con? Xin chào 53 anh chị em đang xem live stream. Chào bạn Dũng Pì. Chào anh em. Hôm nay anh em sẽ đi các vườn ở tỉnh Phú Thọ do anh em Phú Thọ sắp xếp. Rồi. Đây mời anh em trở về đây để xem live stream. Anh em chia sẻ đi ạ. Anh em nhà mình chia sẻ nhiệt tình để được đông người vào xem. Ui. Còn đấy bắp à? Đây. Còn đấy con gì đấy? Con này con gì đẹp đấy? Con gì ấy? Chơi thôi. Đây, những cây này là những cây mang ra đây để giao lưu đây ạ. Đây là Bạch Tuyết này. Hả? Bắt tay đi. Thì ông Hạnh đang đi chọn cây cuối nhỉ? Từ từ, còn cây nữa à? Đây là Phù Hoa này. Bạch Tuyết này. Tuyết này. Hồng Phù Hoa này. Hồng Phù Hoa này. Bảo Duy này. Hồng Phù Hoa này anh. Đây Hồng Phù Hoa này. Cái Hồng Phù Hoa này ai lấy đấy anh? Anh Dung. Hoa bé kia của Hạnh được hoa to là của Nhân. Đấy à. Đây Nhân lấy Hồng Hoa to này phải không? Bảo anh Dung lấy. Anh Dung lại từ chối cho Nhân thì anh vừa lấy từ chối cho Nhân. Nhân là một thì ừ đấy thì phải bảo anh Dung lấy đi để nó còn anh Dung có nhiều đâu anh ơi. Đây cái Hồng Phù Hoa này anh lấy phải không ạ? Nhân lấy. Đéo ơi. Anh nói gì về bông Hồng Phù Hoa? Không, giống khỏe anh ạ. Bông đấy thì không bị chê rồi. Bông đấy thì bông hồng đấy hết hàng rồi. Đó là vinh dự. Tốt quá anh ạ. Chúc mừng anh đã sở hữu Hồng Phù Hoa. Cái này của ai? Cái Hồng Phù Hoa này ai lấy? Vũ Hạnh à? Lấy đi. Đẹp.
Cây này đẹp ạ. Cây đẹp, mầm đẹp. Thực ra rất những chuyến đi như này rất là ý nghĩa. Anh em được gần gũi các nhà vườn. Em chưa mua một cây nào. Hôm nay mua đầu tiên. Hôm nay mua đầu tiên gì? Ok. Hôm nay anh em mình là bạn. Đỡ chú. Đẹp đấy bạn ạ. Cái mầm nuôi đẹp ghê nhỉ. Giống rất khỏe nhá. Cây bé mà lên được hai mầm gốc. Mầm gốc đẹp. Đi anh em ơi. Mời anh em giao dịch ở đây xuống dưới nhỉ. Ở đây có biển đây, giao dịch đây này. Con còn nhớ bác không? Lần trước con đi một vòng đường ấy đây, đi Cao Bằng ấy, nhớ không? Con đi Lạng Sơn đấy nhỉ? Đi lên nhà bác ấy, đúng không? Đây, bác Hà Cà Chua đây. Hôm lên nhà bác Hà Cà Chua mà nhỉ? Đúng rồi. Vườn lan của em Dương ở Thanh Ba, Phú Thọ nhá, anh em. Em đấy cũng là một người nhiệt huyết và đam mê lan nhiệt huyết. Từng người bây giờ như này, ai lấy chậu nào thì vào giao dịch chậu đấy. Đúng rồi. Dương ơi. Từ từ. Anh em ơi, anh em chơi lan ơi, chia sẻ mạnh tay lên đi. Một lần chia sẻ là cũng là quyền lợi của anh em chơi lan đấy anh em ạ. Những anh em không chơi lan thì không nói, còn những anh em mà chơi lan thì lên chia sẻ những cái lần phát trực tiếp này. Chia sẻ thì nó liên quan đến trực tiếp đến quyền lợi của anh em đấy. Xin chào 81 anh chị em đang xem live. Vườn rất là quy củ nha. Nay đoàn sẽ đi các vườn ở Phú Thọ. Rồi. Dạ em cảm ơn anh Ngô Bảo Phúc. Kiếm. Ok bạn Lực Trần nha bạn Lực ơi. Bạn Lực ơi cho tớ ăn kẹo đi bạn Lực ơi. Cái gì đây? Chia sẻ mạnh tay đây các bác ơi. Những anh em yêu lan, những anh em chơi lan và những anh em đang làm kinh tế từ lan, hãy chia sẻ mạnh tay clip này, video này nhá. Anh em đang chuẩn bị giao dịch Hồng Phù Hoa và Bạch Tuyết. Ok. Hả? Em bảo gì? Xong anh gọi em lại cho cây để anh quay để em báo giá luôn. Báo bên trên đây đó. Tùy các em thích làm nào làm. Hôm nay đi là xanh chín. Anh em làm nào làm nhá. Rồi nào anh em xong rồi gì? Bây giờ anh em vào làm giao dịch nhá. Từng người vào một, ai lấy cây gì thì làm giao dịch nhá. Còn tôi mới được có gần trăm. Không bình thường, hôm nay sẽ cảm giác hơi bị bóp công tác tí. Nào anh em ơi ai lấy cây gì thì người ấy vào giao dịch trước nha, còn xong tính em chụp ảnh sau. Rồi còn những người còn lại thì ấy nhá, những người còn lại thì không nói, để cho anh em nói chuyện, nói giao dịch thì để trên livestream anh em nghe được nhá.
Rồi. Em chào cả nhà nhá. Hôm nay anh lên em là anh em lại lên bé một người một thôi. Quý tình cảm của anh đến thăm động viên em trong cái thời gian này. Mặc dù thị trường tầm này bản thân các anh cũng đi khắp nơi cũng rất là khó khăn để nâng đỡ tất cả các em dù chơi lan và yêu chơi lan, thì hôm nay các anh lên thì em thật sự rất là xúc động được các anh đến thăm. Em chỉ là em út trong thị trường lan thôi, em cảm ơn các anh rất là nhiều. Đừng khóc mà đừng khóc. Anh hẹn giao lưu với em 2 triệu bạch tuyết thì em cũng báo cáo luôn là đây thì em mua lúc cao theo giá thị trường chắc là em cũng không bán được nhiều. Để giao lưu cho anh 2 chợ này có được anh lấy được nhân một cái giá 360 thì em giao lưu cho anh. Ok, nếu dưới thì em để lại. Chào em Trưởng Nguyên nhá. Hoành sao? Hôm nay này. Ok, bạch tuyết. Áo quần hay chọn bạch tuyết này là giá là em Dương chia sẻ lại cho. Cây thì cũng rất là đẹp và tiềm năng rất là đẹp. Thì Hoành cũng chốt với cả em Dương là 360 Ok ok. Đấy thì anh cân đối, em không biết là cái giá của ngày hôm nay rồi thế nào. Rồi đến vào việc chọn hồng phù hoa đi em. Hồng phù hoa. Cái chọn hồng phù hoa này thì anh nhìn thấy cũng rất là ưng mắt. Mà anh chưa chơi hồng phù hoa bao giờ. Hôm nay mua chọn hồng phù hoa này của em là đầu tiên. Chưa chơi bao giờ và anh nhìn thấy mọi người anh thèm lắm. Bây giờ mới tìm được. Bây giờ mới chưa được không? Bây giờ mới có cơ hội sưu tầm. Bây giờ mới có cơ hội sưu tầm. Bây giờ mới có sưu tầm thì em hiện lại cho anh thì anh cũng rất là thích chỗ này, cũng rất là đẹp. Hồng phù hoa nhá. Em xem cái giá bao nhiêu thì chỗ này thì em cũng báo anh. Từ năm ngoái giờ thì anh em cũng chơi đông một siêu tầm đông, nhưng mà năm ngoái thì giá nó cũng rất là cao và chưa được đấy. Chưa có cơ hội để sở hữu. Chậm một cái em chốt đấy. Thế bây giờ bạn có chốt không để tôi chốt? Không. Thực ra nếu là chậu này mà anh Thiện Chí lấy về bản thân em, thực ra nói thật anh là để sưu tầm được những mặt bông này thì toàn là các anh yêu ái lắm, các anh mới chia sẻ cho em ở thời điểm đấy thì nó cũng là cao. Nhưng mà đến giờ này các anh lên với em nó là cái tình cảm em không mua được bằng tiền. Em rất trân trọng. Quý lắm cả nhà. Em chia sẻ cho anh lại cho anh cái kỳ này 155 triệu. Nếu mà anh cảm thấy anh em mình giao lưu bắt tay được thì cắt tay, còn không thì anh để lại cho em tiếp tục nuôi. Bởi vì cái giống này ở ngoài thị trường nó cũng chưa có nhiều. Bản thân em cũng sở hữu được vài kỳ thôi. Chào cả nhà. Hay anh em lại đây gì? Đây. Chỗ này 155 đúng không? Rất là đẹp nha anh em nhé. Chợ Hồng Phú Hoa này là giao lưu về vườn Lan Vũ Hạnh ạ. Ok, quá tốt. Em lấy 151 gánh đẹp hơn 155. 151 gánh. 151. Em nghe bài gánh mẹ chưa? Đấy, 151 gánh đẹp hơn là 155. Thế là chốt bao nhiêu? Chốt bao nhiêu? Chốt 151 triệu. Chậu Hồng Phú Hoa ấy gì? Hồng Phú Hoa. Cho đến tiếp tục anh Dũng. Bạn là Vũ Hạnh. Anh Dũng ơi. Đại ca. Đây. Em xin chào 120 người đang xem live stream ạ. Trẻ và đẹp trai. Ok ok em biết. Thì có một cái cây hồng phù hoa rất là đẹp, nhưng mà anh chỉ mong là bên vườn Lan Thanh Ca chia sẻ cho anh với chuẩn giống. Vâng ạ. Đấy, thì em cho anh cái chế độ bảo hành về cái giống của cái cây này thì hồng phù hoa. Báo cáo anh là em không biết là anh hôm nay lên mua của em là giao dịch tại vườn em. Ra mặt bông này chưa có nở tại vườn em, nhưng em cam kết em bảo hành các anh là nếu sai cây em để một gấp 10 lần so với giá thị trường. Không phải giá ngày hôm nay mua là giá trị so với giá trị ngày hôm nay mua. Nguồn trước em mua đâu? Em lấy của anh Chính ạ. Cây này là anh Chính chia sẻ lại cho em. Anh Chính Trương ạ. Vâng ạ. Em sẽ xin hoa chính chủ để gửi cho các anh, không thì em bên sẽ này thì bảo hành trực tiếp. Thân lá chuẩn rồi. Thân lá thì là ok rồi, bởi vì anh cũng sưu tầm rất là lâu rồi nhưng chưa có cơ hội để giao lưu với các anh em khác, bởi vì anh đang để trong vườn. Vâng ạ. À. Bây giờ mới biết hồng phù hoa đấy. Vâng. Vui nhất này.
Thì em có thể lấy giá yêu thương như nào? Nó yêu thương nhất, nó xứng đáng với nó nhất. Cái thời điểm này thì nói về giá mặt hàng thì bản thân em không có để giao dịch thường xuyên ấy. Thì em cứ nói cái giá, nếu mà anh cân đối xem anh giao lưu được thì giao lưu cùng em 255 triệu. 55 238 là đẹp trai nhất. Theo em là 226 đẹp nhất. Phát ngập hết. 238 vì tài phát. Chúng anh mục. Rồi ok. Thoải mái. Theo anh là theo anh là ok vào việc lấy số đẹp. Cho xin kiểu ảnh em chụp. Đây anh ơi. Đây. Giao dịch Hồng Phú Hoa. Giao dịch Hồng Phú Hoa như cả nhà nhé. Chứng tỏ anh mình cũng ủm nhiều nhưng mà ừ, chưa nói đâu. Ông vừa nói rồi đấy. Ông đang nói được. Anh mua anh chưa có hội chia sẻ với anh em. Anh giống chưa có hội chia sẻ vì giá chưa cao. Anh chưa chia. Rồi. Mình nhỉ? Tiếp nhỉ? Bảo Duy à? Thì... Bảo Duy. Tiếc. Hả? Tiếc. Tiếc đúng không? Mình bán lắm nhưng mà thực ra hôm nay lần đầu tiên anh lên em cũng chưa có nhiều tầm cao lắm, người tầm quốc dân thôi. Thích em về Hà Nội, anh em lại chiều em. Rồi nếu anh em về Hà Nội thì lúc nào em xuống đó thì anh lại chiều em nhé. Phải gấp đôi đầu tiên này. Phải được giá em mới bán. Đúng. Nếu mà rẻ thì em để lại. Nói chung là anh thì thực ra là anh thấy cây rất là đẹp. Em cứ lên giá đi. Vừa phải hợp lý thì anh em lại bắt tay. Đây. Đấy, cây rất đẹp cả nhà. Năm cây trắng bảo đây cây. Số thần tài đi, 79 triệu. Nếu mà anh cân đối xem được thì anh em mình giao lưu. Nếu không thì anh để lại xem hơi tiếc. Thôi con bảo Duy 79 triệu rồi. Không, không mặc cả, không anh lấy cây rất đẹp. Anh sợ mặc cả em lại đổi ý. Thôi lấy 78 cho thất bát đi. Thôi thôi thôi. Ok. Anh em cho chồng tay nào. Vào việc rồi. Ok ok, xong. Chúc mừng anh em nhá. Ok ok. Lan Ba, Thanh Ba. Tại vì nhà em có cái bảo gì ở dưới kia nên là anh em cố lấy cái bảo gì đấy. Em bảo rồi mai xuống bán cho đôi. Tôi ở ngoài đây. Con đùi kia, con đùi kìa. Kìa. Anh ơi, anh đứng bước sang bên này cho cân đội hình. Cậu cầm chậm. Nhưng đi ra đây để các anh xem đẹp trai ngoài kìa. Thôi, thôi, thôi. Thôi, thôi, thôi. Thôi, thôi, thôi. Thôi, đây cây phù hoa anh Dũng lấy rất là đẹp này. Một người vui, rất nhiều người vui đúng không? Vui chứ. Em ơi, đã cướp được một chậu bảo Duy rất là đẹp nhá. Mất cây không hiểu tại thế nào mà bác ông bảo là ông phù hoa rất nhiều phù hoa nhiều lắm. Quá ok. Mạnh ơi, ra xe lấy cái quần dài đây cái. Đây, số hàng giao dịch đây. Đo à? Chưa đo anh. Đo luôn tôi cả Bình Tuyết này cái. Đang đo Bình Tuyết ở nhà. Chậu đấy 20 phải đo. Bảy sen thì con này bao nhiêu? Bảy hay mười?
43. Chào Mimon. Anh em ơi, anh em chia sẻ nhiệt tình nha anh em nhá. Chia sẻ cái bài livestream này nhiệt tình nha anh em ơi. Những anh em yêu Lan ơi. 36 đo lại một cái 60.000 một xem cả nhà nhá. Cậu nào bé thì mua giá cao hơn một chút. Hồng Phù Hoa là một chậu 151, một chậu là 238 anh ạ. Lúc nãy ạ. Không, đây là cái này mà. Trên livestream à, có khách hỏi. 40. Ừ. À đo đến đây à? Mình hay đo cho khách đến đây. Chào năm xe. Đo đây này. Nhá. Đo đến khớp cái này. Chào bạn Trang Mai nhá. Đấy, đo đến đây. Ừ. Ảnh đo chuyên nghiệp. Rồi. Tôi bảo cách đo thôi. Mạch Tuyết là nhân 36 anh em ạ. Trang Mai chào 40. 40 nữa đi. Chào em Phúc Khánh nhá. Chào Trang Mai nhá. Xin chào anh em đang xem livestream, chào 250, 200 anh em đang xem live. Máy đo rất là chuyên nghiệp. Chào anh Nghiệp, Vân Lan, Thiên An. Bạch Tuyết ca anh em đang mua giá 360.000 một sen. Ở Vân Lan Thanh Ba ở Phú Thọ mọi người ạ. Chào anh trai Hoàng Trung Long nhá. Đấy, cái này là riêng mà. Chào Phạm Mạnh. Cái này không cộng vào cái 88 này, cái này riêng. Đó là để anh đây xem 40, 33, 30 40, 10, 30, 10 là vào bao nhiêu? 60 là 1 Hiếu Hường, chào Đặng Hiếu. Chào Trung Nhật nhá. 43. Ok. 43. Mạnh ơi. Đây, chồng của Mimon đây. Chồng, mẹ cầm máy của anh bắt. Để anh thay quần. Điếu này để đây không ai hút đúng không em? Anh định mang về luôn à? Anh định mang về luôn. Hả? Anh định mang về luôn à? Không hút được đâu, không ngon đâu anh ạ. Hút mẹ luôn. Em ơi, cầm về anh hút được không? Để trên giàn nó còn thi đấu. Chúc với anh. Chúc với anh. Còn nhân hút đi. Còn nhân làm bi đi. Em vừa đổ nước vào đây. Hút chưa? Mốc rồi đúng không? Không, vẫn hút. Nhưng mà chợ không đủ hơi rồi. Tao hút cái này phải hút. Hơi đang hút xong rồi kéo hơi mạnh quá rồi thẳng hút trên đó. Vâng ạ. Đến đâu? Đi xuống đường nhé. Dạ em đi cùng luôn mà, em dẫn đường mà. Đây đã Việt Trì. Bây giờ đi lên Việt Trì à? Vâng ạ. Nó có tốc đi nhanh thôi nhỉ? Dạ 20 mấy cây. À 28 cây. Dạ sang đâu? 20 anh Phan. Sáng mai mua được hoa chưa? Về đây cơ. Từ đầu mùa rồi. Đây, chậu Phù Hoa. Chậu Phù Hoa này chậu anh Dũng lấy rất là đẹp.
ngọn mở đẹp nha. Đang lên một cái mầm gốc nữa. Từ đây di chuyển về đấy bao nhiêu xa hả em ơi? Mất 30 phút à? À. Vâng vâng, thế đi thôi. Đi xin phép anh em ơi, chụp một kiểu ảnh xách cây đi nhỉ? Cả nhà chụp kiểu ảnh xách cây đi nhỉ? Ai cầm máy một cái để cả nhà chụp kiểu ảnh cái nhỉ? Kéo lăng, đừng lăng lăng dê gì từ đó để ngoài kia chỉ là bao thu. Quá đẹp. Yêu Bạch Tuyết. Anh em ơi, yêu Bạch Tuyết. Nhất Bạch Tuyết. Anh là chú lùn đây. Anh số cho nổ máy về đi bên em ơi. Rồi. Đấy. Cả nhà nhìn cảnh đi tầm lan này, anh công Lan Ba thủ đô. Cứ ở đâu có cây mời anh em tớ đến là anh em tớ sẽ đến mua. Tỉnh nào cũng thế anh em ạ. Cứ tỉnh nào có cây mà mời anh em đoàn đến thì anh em đoàn mình sẽ đến để mua cây của các tỉnh quanh phía Bắc của anh em mình. Nếu miền Trung mà có cây thì anh em tớ cũng vào. Anh em đã xác định rồi. Rồi. Toàn mang xe chuyên dụng đi để chở thôi. Những xe nào mà chở được nhiều lan nhất là anh em mang theo. Xe chuyên dụng để chở lan luôn. Đấy. Gập ghế xuống riêng một cốp chở lan. Ở bất kể nơi nào có lan là anh em tớ sẽ đến. Cứ có chỗ nào có lan để giao lưu anh em tớ sẽ đến. Rồi. Lùa máy chưa? Dạ, lùa cái máy ấy. Nóng quá. Lên xuống điều hòa rất là mệt anh em ạ. Rất nóng, rất mệt. Cứ lên xuống điều hòa liên tục này mà. Ngoài trời chắc là 38 độ. Anh em nhà mình xem có tỉnh nào mà mời thì mời anh em tớ sẽ đến nhá. Có lan, có vườn lan là anh em sẽ đến, không cứ to nhỏ. Nếu mà ít lan quá thì có thể mình tư vấn là tất cả anh em ví dụ như là tụ tập ở một nhà chẳng hạn thế, tụ tập ở một vườn thế, sau đó anh em tớ đến đến một vườn thì đỡ phải đi nhiều. Còn nếu mà muốn anh em tớ đến vườn để giao lưu rồi chụp ảnh rồi là đấy thì những cái vườn nào mà vườn vừa và nhỏ thì anh em tớ cũng sẽ đến. Đến hết để cho những cái vườn mà uy tín ấy là anh em tớ sẽ đến. Nhỏ nhưng uy tín là anh em tớ sẽ đến. Không cứ to nhỏ. Miễn là uy tín, có cây là anh em sẽ đến. Ây da, em chèn cẩn thận chưa? Chào anh Đệ Cao. Em có mua của anh Đệ Cao chậu hồng phù hoa ngày xưa ấy. Lâu rồi, gần 2 năm nay rồi. Mà về làm ra hoa hết anh em ạ. Năm đầu làm ra hoa hết, không biết làm ra hoa hết. Thế năm sau này làm được, tách được có mấy cái mầm gốc, 2-3 cái mầm gốc. Hồng phù hoa là cũng phải biết làm. Nhưng mà khi đã thuần được cái cây rồi thì làm rất là dễ. Thì hôm nay có mấy vườn anh em cũng sở hữu được giống, ví dụ như vườn lan Vũ Hạnh này. Cũng sở hữu được một cây hồng phù hoa này. Rồi
cho anh Dũng hôm nay cũng sở hữu thêm được một giống, một cây hồng phù hoa rất là đẹp. Hôm nay bây giờ mình phải di chuyển mất 30 chỗ thôi thì em Hà xin phép được xuống live, bởi vì hiện tại bây giờ đang di chuyển khoảng 30 km nữa thì mới đến vườn. Tí nữa đến vườn vườn lan Thành Thắng thì em sẽ live stream để cho cả nhà cùng theo dõi ạ. Bây giờ cả nhà đang di chuyển ạ. Bất kể ở nơi nào, anh Đại Cao về anh bù cho một chậu hồng hoa. Ok nhá, anh nhớ nhá, nói là phải làm nhá anh Đại Cao nhá. Nếu mà anh bảo về anh bù là em về luôn đấy. Làm ra hoa hết. Thế là được tất cả được ngắm hoa, nhưng mà đúng trong mùa dịch thì cũng có khoảng được độ 30-40 người đến ngắm hoa. Đúng trong lúc dịch căng nhất. Em xin chào anh em ạ. Chào tất cả anh em đang xem live stream của Facebook của Hà Cà Chua. Em xin phép được xuống live để di chuyển. Không có như này em bị say xe lắm, bởi vì sáng em đi rất là sớm. Sáng nay 5 giờ đã phải xuất phát từ tỉnh Lạng Sơn đi xuống dưới này rồi. Thế là người bây giờ nó mệt mệt. Mà cứ giữ máy live stream như này thì sẽ bị say xe đấy ạ. Anh em hôm nay sẽ bỏ ra một ngày tầm lan ở tỉnh Phú Thọ. Sau đó tối sẽ di chuyển về Hà Nội. Sau về vườn lan ăn Vũ Hạnh ăn cơm, sau đó lại ngày mai lại di chuyển tiếp. Xin phép chào cả nhà. Chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ.